Bi Bảo, Múi Xù hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Em bé giống y khuôn mẹ. Em bé của cặp đôi LGBT Bi Bảo, Múi Xù lần đầu được công khai với hình ảnh rõ nét đầu tiên. Hành trình tìm con của cặp đôi đã nhận được trái ngọt với loạt khoảnh khắc vô cùng đáng yêu. Mới đây, Múi Xù cùng Bi Bảo đã đi khám thai định kỳ tại bệnh viện. Cô nàng đã bước vào tháng thứ 2 của thai kỳ. Cả hai cùng đi siêu âm 4D để có thể thấy được hình ảnh rõ nhất của đứa con đầu lòng. Thấy được em bé trong bụng dần thành hình, Bi Bảo vô cùng hạnh phúc, không ngừng ôm và hôn bụng vợ để thể hiện tình cảm. Trong suốt quá trình đi khám thai, Bi Bảo và Múi Xù đã không giấu nổi sự hứng thú khi nhìn thấy mật ong. Đặc biệt là Bi Bảo, anh chàng thích thú ra mặt khi nhìn thấy con. Cầm ảnh siêu âm trên tay, anh chàng vừa mỉm cười vừa ngắm nhìn hạnh phúc. Thậm chí anh còn không ngần ngại quay sang hôn bụng bầu của vợ để thể hiện tình yêu thương đối với con. Thấy phản ứng đáng yêu của chồng, Múi Xù cũng bật cười thích thú. Trước đó, cô cũng khoe hình ảnh siêu âm của mật ong lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái hận dỗi chồng. Mặt mẹ Múi lúc nhỏ với mật ong y chang nhau vậy mà ông Bi kêu không giống, khác mỗi cái mũi thôi mà. Còn Bi Bảo lại viết, đối với Bi có con đã là một điều hạnh phúc nên giống ai cũng được, em bé lành lặn là được. Ai làm bố mẹ rồi mới hiểu con khỏe mạnh là vui rồi. Dù đi đâu làm gì, Bi Bảo cũng để ý từng chút đến vợ. Lúc nào anh cũng nắm tay cô, cố gắng che chở đảm bảo an toàn cho bà xã. Hình ảnh này đã quá quen thuộc đối với những người theo dõi cặp đôi. Bởi kể từ khi mang thai, Bi Bảo lại càng cưng chiều vợ hơn nữa. Từ đồ ăn, thức uống cho đến việc đi lại, lúc nào Bi Bảo cũng bên cạnh tự tay chăm sóc vợ bầu khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Ngay cả khi Múi Xù phải sang Mỹ để tạo con, Bi Bảo cũng không ngừng quan tâm đến cô, không để vợ thiếu thốn thứ gì. Điều này cũng khiến cho Múi Xù vô cùng hạnh phúc. Hành trình tìm con của Bi Bảo và Múi Xù rất gian nan. Cặp đôi LGBT nổi tiếng này đã phải tốn rất nhiều thời gian công sức mới có thể mang thai thành công. Từng chia sẻ trên trang cá nhân, Múi Xù cho biết cô và chồng đã quyết định thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng. Múi Xù cũng đã phải xa chồng lặn lội sang Mỹ để thực hiện nhiều quy trình. Cũng vì vậy nên em bé đối với cả hai càng thêm quý giá hơn. Mật ong là món quà quý giá mà cặp đôi Múi Xù Bi Bảo có được. Cả hai phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mang thai thành công. Chuyện tình đẹp của hai người cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái. Sau khi thụ tinh nhân tạo thành công, hành trình mang thai của Múi Xù nhận được rất nhiều sự quan tâm của netizen Việt. Hiện cô vẫn đang sinh sống tại Mỹ, nhưng mới đây, để tạo bất ngờ cho ông xã Bi Bảo cùng gia đình, Múi Xù đã bay từ Mỹ về Việt Nam để thăm cả nhà. Mẹ bầu 6 tháng đã có chuyến bay dài và hành trình bay từ Mỹ sang Hàn Quốc, sau đó từ Hàn Quốc trở về Việt Nam. Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, bụng bầu đã to. Để tạo bất ngờ cho chồng, Múi Xù chỉ để ba ruột cùng gia đình ra sân bay đón mình. Bây giờ em đang bầu 6 tháng, cơ thể nặng nề, đi lại khó khăn. Đang đắn đo suy nghĩ thì bác sĩ thông báo đồng ý cho em bay, thì thôi em đi về luôn. Với lại, nguồn động lực to lớn là hiện tại, bé mật ong rất dễ thương, bắt đầu có những cú đạp đầu lòng. Khoảnh khắc này mà ba nó không cảm nhận được thì rất tiếc, Múi Xù trả lòng. Múi Xù tên thật là Hồ Quỳnh Nhi, cùng người tình đồng giới là Bi Bảo, tên thật là Tô Trần Di Bảo. Chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với những ai thường xuyên theo dõi kênh vlog của cặp đôi này. Cả hai từng khiến nhiều netizen phải ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình yêu đầy cảm hứng cùng những khoảnh khắc vợ chồng đáng yêu trong cuộc sống thường ngày. Vượt qua bao nhiêu khó khăn gian nan để vượt qua những điều tiếng từ dư luận, Bi Bảo cùng Múi Xù đã cùng nhau cố gắng để chứng minh tình cảm chân thành từ những ngày đầu quen biết cho đến khi cả hai chính thức về chung một mái nhà.